Đã mất ví rồi, mất luôn cả người yêu. Mày về Việt Nam mất iPhone 5, sao bên này lại mất ví, lại mất luôn cả người yêu nữa. Mất mày. Mày là sao? Như các bạn đã thấy rồi đấy, anh Dũng nhà ta đang khóc. Khóc vì là mất ví. Mất ví. Rồi anh ấy lại là mất luôn cả người yêu. Thật là khổ phải không các bạn? Thôi bỏ qua đi. Mai thì chúng ta sẽ học về một ngữ pháp có liên quan một chút về cái vấn đề của anh Dũng. Trong mấy ngày vừa rồi thì có một vài bạn có hỏi mình là: anh ơi, anh dạy về mẫu ngữ pháp chào và giàu đi, chào và giàu đi. Và trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta cùng đi đến với mẫu ngữ pháp đó. Chào và giàu có nghĩa là gì? Nếu mà các bạn nào đã học đến tầm khoảng trung cấp, tầm khoảng N4 rồi ạ, thì các bạn sẽ biết được. Tuy nhiên trong buổi học ngày hôm nay thì mình xin nhắc lại nó một lần nữa để cho các bạn an tâm hơn khi sử dụng trong giao tiếp. Nhất, chào và giàu là dạng ngắn của T-si-mau. Mà T-si-mau là gì thì sau buổi học ngày hôm nay thì các bạn sẽ biết được điều đó mà thôi. Chào và giàu thì thường được sử dụng trong văn nói nhé. Tất nhiên khi mà học đến cấp độ này rồi thì chắc chắn các bạn đã chia thẻ T ngon lành rồi đúng không? Mình biết được điều đó. Và chia về chào giàu cũng đơn giản, chúng ta chỉ việc vứt bỏ T hay là vứt bỏ D đi, ví dụ như là nôn D đúng không? Ok, đó là D nhá. Vứt bỏ T này, bỏ D này. Ví dụ khi ta vứt bỏ T thì chúng ta sẽ thêm chào, và khi ta vứt bỏ D thì ta sẽ thêm giàu. Và ngay sau đây thì mình sẽ dịch luôn chào và giàu sang tiếng Việt có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là mất và có nghĩa là luôn. Ok các bạn nhớ nhá, mất luôn, mất luôn, mất luôn, mất luôn. Khi nào dịch là mất, khi nào dịch là luôn thì nó còn tùy thuộc vào văn cảnh trong tiếng Việt nữa. Các bạn phải để ý điều đó. Ví dụ mình chia thử một vài động từ nhé. Cao, cắt chào, teo hanasu, tức là bỏ tay ra nhé. Hanasu chào, teo hanasu chào, nomu, nôn rào, nôn rào. Tuy nhiên, trong giao tiếp thì có thể nói được thành nôn chào cũng ok. Iku, it chào, naru, nat chào, yaru, yat chào, và taberu, tabe chào. Các bạn nhớ nhá, khi mà nó vẫn ở giàu và chào thì nó là dạng tương lai nhá. Điều đó vẫn chưa xảy ra, các bạn nhớ những điều đó. Ví dụ như thế này: anh ơi, em uống luôn cái này nhá. Onisan, onisan, kore non chào yo. Onisan, onisan, kore tabe chào yo. Tức là em ăn luôn cái này nhá. Tên chỗ ơi, ta làm luôn cái này nhá. Tên chỗ, kore yachau yo. Ok, nó là thể tương lai. Ví dụ động từ naku naru chẳng hạn. Naku naru thì chúng ta có thể dịch là mất. Nhưng mà chúng ta muốn đặt câu rằng là cái thịt này cứ để đây thì nó sẽ hỏng mất đấy. Sẽ nói rằng là kono niku o zutto koko ni oku to waruku natchau yo. Waruku natchau. Và khi mà chia sang thể T đúng không? Âm cuối cùng của nó là âm ư đúng không? Thì chúng ta phải thêm là ứt T đúng không? Ứt T. Rất là đơn giản, sẽ là chát tê hay là giật tê. Mình xin được đưa ra một vài ví dụ cụ thể như thế này. Ví dụ tên chủ nói kore yachatte iyo, yachatte iyo, tức là mày làm luôn cái này đi không sao đâu, hay là ăn luôn cái này đi này, kore tabechatte, kore tabechatte, hay là mày đi luôn được rồi đấy, mày đi luôn đi được rồi đấy. Ichatte iyo, mày ichatte iyo. Sumimasen, doko ni ikeba ii no? Doko e iku no kana? Tengoku kana? Tengoku ni ichchao. Tengoku, tengoku. Cuối cùng, khi mà chia nó về dạng quá khứ là chát tạ đúng không? Thì sẽ dịch là mất, sẽ rất là hợp lý. Ví dụ ăn mất rồi, làm mất rồi, uống mất rồi, hay là đi mất rồi đúng không?
Tabechatta, nonzatta, yachatta, ichatta. Mất đi người yêu, anh thì sao? Mất đi người yêu thì anh đây đã có em. Em ơi, anh yêu em. Ơ, thằng kia, hoa khôn sáu của thằng kia nhỉ? Chung của nó từ khi nào ấy? Các bạn thấy cách dịch của mình như thế nào? Nếu mà thấy hay thì hãy ấn like và comment dưới clip này nhé. Bye bye và hẹn gặp lại. Em cũng có yêu anh đúng không? Nếu có yêu anh, em sẽ không gì nói những lời đó. Còn yêu anh em sẽ không thể nói vậy. Còn yêu anh em sẽ hiểu cho lòng anh.